Hello, chào mọi người. Chạy từ sáng hôm qua cho đến hôm qua là chạy được gần 600 mile. Thì chạy ra khỏi Cali, rồi sắp ra khỏi tiểu bang Arizona. Khoảng 50 mile nữa là đến vào tiểu bang New Mexico để ngủ. Rồi sáng hôm nay ngủ dậy trễ, 8 giờ mới chạy. Thì bây giờ là chạy vào tiểu bang, qua tiểu bang New Mexico khoảng 150 mấy mile, và bây giờ là mile marker 230 mấy đấy, ba mấy bốn mấy gì đó, là của tiểu bang Texas ở Freeway 10 ha. Ở đây là cái thành phố rất là nhỏ, thành phố gọi là Fort Stockton của tiểu bang Texas. Ok, để coi cho quý vị. Đây là một cái dầu. Ở phía bên này là một cái shop sửa xe, tức là nó sửa về bơm vỏ xe, vá vỏ xe, thay vỏ xe, làm thẳng vậy đó. Ở phía bên này là những cái cây dừa, cây xăng, đó là cái trạm cân. Tại cái cân đó thì để lượng lấy hàng ra để làm trung tâm, để cho để xe có thể đi cân cái hàng của mình nó có đúng cái cân không, hoặc là ví dụ cái đầu nó nhẹ quá thì mình phải làm sao mình xê dịch cái, tức là hai cái trục phía sau của cái thùng xe đó như thế nào để cho cái hàng nó đưa lui sau, để cho nó ba lăng, tức là nó không có chênh lệch phía sau với phía trước nặng nhiều. Và nếu mà phía sau nó nặng đó, thì mình xê dịch sao để mình đưa cái trọng lượng về phía trước cho nó, cái xe nó cân đối chạy cho nó đầm và nó ít hao dầu. Đó là cái bằng cân đó, có chữ cash scale đó ha. Rồi đây là cái dầu. Ok, đây là cái xe của mình chạy dừng ở đây thôi. Đang nấu cơm quý vị, đang nấu cơm nên cái giờ giấc nó còn thong thả, tại vì chạy giờ đến 12 giờ thì được vài 300 mile nữa là ngủ, còn ngày mai còn lại khoảng 600-700 mile giờ đó thì chạy vào đến nơi giao hàng, tức là PMI chưa chủ nhật, rồi tới nơi giao hàng, rồi sáng thứ hai giao hàng để chạy đi lấy hàng về lại Cali. Thì chắc về lại Cali khoảng thứ năm nếu mà thứ hai có hàng ha. Còn cách sát là vậy đó. Đó, quý vị thấy là cái đồng bằng dân cư rất là thưa, đất mì nó rất là lớn ha. Cái xe hôm nay của mình rất là đẹp trai, mới vừa hôm qua và nó rất là sạch, nó rất là sạch sẽ. Ok, khoe phía trong một chút luôn ha. Đó, bước lên xe là cái ghế như thế này. Trời, cơm chín rồi, nó rất là thơm, cơm đang có sôi đó. Để trong phía trong là cái giường ha, cái giường mình ngủ như là một cái ổ vậy đó, chả xếp gì cả. Cái giường phía trong như vậy đó, có mấy cái tủ, cái tủ đựng áo quần, rồi những cái hộc tủ phía trên. Rồi bên này thì để cái microwave hoặc là để cái tivi. Ở dưới này cũng có tủ lạnh, rồi tủ áo quần phía trên. Và phía trên là có một cái giường, cái giường có thể xếp lên trên. Nếu mà đi chạy tài hai tài xế thì khi lúc nào dừng xe ngủ thì người ngủ trên, người ngủ dưới vậy đó. Người ngủ trên, người ngủ dưới. Nếu mà gặp anh nào BD thì ngủ trong luôn cũng được, không sao, ngủ dưới này ngủ được hai người. Cái giường trên thì nó hơi nhỏ chút, ngủ hai người cũng có được. Còn nếu mà tình thương bên thương thì hai thằng ngủ dưới này luôn. Là như vậy đó, cuộc đời nó như vậy đó. Ok, thì tranh thủ hôm nay mình tranh thủ mình livestream. Ok, hôm nay mình tranh thủ mình có tuyên bố rằng là mình sẽ dai dẳng, tại vì ông Ngô Kỳ là một cái dạng rất là lì ha. Ông ta rất là lì lợm, thì ông ta lì thì muốn triệt cái lì đó thì mình phải lì hơn ông ta. Thì mình có tuyên bố rằng là mình nói rằng là mình khắc tính của Ngô Kỳ mà. Cho dù ông Ngô Kỳ không có nói đến mình, không có đụng chạm đến mình, nhưng mà mình sẽ nói lấy dân tộc, cho lúc nào ông bỏ cái thói mà hồ đồ chụp người ta đi, chửi bới người ta đi, thì mình sẽ nín. Vậy đó, đó là cái mục đích, đúng không?
mà mình không có phe phái, cái gì mình đứng công bình ở giữa, mình phân tích thôi, mình chỉ nhận cái trò bị ổi của Ngô Kỳ thôi, chứ mình không có phe phái. Tức là những cái vấn đề mà bấy lâu nay ông Ngô Kỳ ông lên tiếng, người này người nọ, mình lên tiếng mình phản biện lại Ngô Kỳ, không có nghĩa rằng là mình đang có xu hướng theo phe phái phía bên kia. Và cái vấn đề mình lên tiếng cũng không có giống như là ông Ngô Kỳ là mình được thuê mướn hay là đùm bọn gì với họ cả. Mình không có thuê mướn, mình không có sống nhờ những cái trò chửi phe này, đứng chỗ này chửi phe này, rồi bên kia mình có thể là trả tiền mình nhiều hơn, sau đó rồi chửi phe kia. Mình không có hành nghề đó. Nếu mà mình hành nghề đó thì mình đã làm rất là lâu rồi. Đó, thì sở dĩ hôm nay là mình nói đến Ngô Kỳ là có cái vấn đề như thế này, để cho mình mở cái để cho mình xoay lại cái màn hình ha. Đó, quý vị thấy không? Trong đây là những cái người á, mà phải nói rằng là những cái người này là những cái người đang thầm lặng và thường sinh hoạt ở Little Saigon. Họ luôn luôn theo dõi cái những cái clip hoặc là những cái trang của ông Ngô Kỳ, và khi ông Ngô Kỳ nói lên những cái điều gì mà họ bất bình á, thì họ chụp lại cho mình ngay, họ gửi cho mình ngay. Quý vị thấy là trên cái Facebook ông Ngô Kỳ, ông ta nói rằng là năm 1992, Ngô Kỳ đưa thống đốc California Peter Wilson và phu nhân Gail Wilson về thủ đô tị nạn Little Saigon, chạy bộ để hỗ trợ chiến dịch nhân đạo chống bệnh ung thư. Lúc đó Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Trúc Hồ và bọn hiện đang nhí nhố trong cộng đồng ở đâu. Một trong những kỷ niệm đẹp trong đời, có ai cùng với tôi không, ha ha ha. Đó, đây là dây hình của Ngô Kỳ. Quý vị thấy ha, để mình phân ok thì bây giờ để mình phân tích ok. Quý vị thấy là trên cái trang của ông Ngô Kỳ á, thì ông ta khi đánh bất cứ ai á, thì ông ta thường lôi ra những cái hình quá khứ của ông ta được sinh hoạt trong dòng chính của chính trị của Hoa Kỳ, dòng chính đó của Hoa Kỳ. Tức là ông ta dùng cái đó để cho những cái người khác, những cái người mà lười, mà tức là lười phân tích vấn đề đó, cứ nghĩ ông ta ồ ông này chắc cái đa cái đề gì đây ha. Cái đề gì đấy, chắc chắn rằng là ông ta đã từng đứng bên tổng thống này, tổng thống nọ, thống đốc nọ, từng ủng hộ nào là cái danh xưng Little Saigon. Tức là nói chung lại là ông ta đã từng tranh đấu cho những cái vấn đề trong quá khứ, để họ nhầm tưởng rằng là những cái gì ngày hôm nay ông ta nói đều là đúng. Đó là cái gian manh của nhà chính trị, nhà lực đổ Ngô Kỳ. Bởi vậy tôi cho rằng đó là ông Ngô Kỳ là làm những cái trò mèo ăn mày quá khứ, mặc dù cái quá khứ đó của ông ta, nhưng mà mình phải nói ra để mình biết thủ đoạn của Ngô Kỳ như thế nào. Khi ông ta từ xưa đến giờ vậy, khi ông ta muốn đè bẹp ai thì ông ta muốn chống ai, phe nào thì ông ta dai dẳng như là mưa Huế vậy đó. Ở Huế tôi nhớ rằng là mưa Huế là nhiều lúc mưa cả suốt tháng, mưa dùm mưa về và mưa thúi đất luôn đó. Thì Ngô Kỳ chơi cái trò đó. Và lên bộn để khi mà một cái đài nào phỏng vấn ấy, thì Ngô Kỳ thường nó dùng những cái từ rất là hỗn hào, vung tay chỉ vào mặt người ta, chỉ vào màn hình, nó giống như là mà chúng ta tưởng tượng đó là chỉ mặt người đó, không có phân biệt là già trẻ như thế nào, để chửi tổ cha thằng này, tổ cha thằng nọ. Giống như là ông Phan Kỳ Nhân, phải nói ông Phan Kỳ Nhân là một cái người đã từng giới thiệu cho ông Ngô Kỳ khi ông Ngô Kỳ không có nhà. Ông Phan Kỳ Nhân đã từng giới thiệu bạn ông để gửi gắm Ngô Kỳ có cái chỗ ngủ. Thì ngược lại khi bất đồng một cái, phe phái bất đồng một cái là tội cha mày Phan Kỳ Nhân. Mà quý vị thấy ông Phan Kỳ Nhân ấy là bao nhiêu tuổi rồi. Tôi không có nói là ông Phan Kỳ Nhân đúng, cái chuyện đúng sai đó là giữa quý vị ha. Nhưng mà tôi không có đồng ý cái cách chửi với một cái người đứng tuổi như vậy. Tại vì văn hóa, đặc biệt văn hóa người Việt, Việt Nam của chúng ta không có dạy cho, không có một cái trường lớp nào mà dạy cho con người làm những cái chuyện như thế cả. Rồi cái có một cái trang trước nữa, hôm qua tôi có post lên
Thì ông Ngô Kỳ ông đưa ra một cái hình, dưới đó người ta photoshop lại cái hình như là một cái poster của một cái con phim đó. Có hình ông Ngô Kỳ, ở phía dưới có chiếc xe, chiếc xe của ông Ngô Kỳ đó là chiếc xe màu vàng sơn ba sọc đỏ đó, rồi in hình của Phan Châu Trinh và học của Phan Bội Châu. Rồi ông Ngô Kỳ nói rằng là đó là ok, các bạn trẻ, bạn bạn ở châu Âu tặng cho ông. À, thì ông ta muốn nói gì? Tức là cái ông ta muốn nói là Ngô Kỳ là cỡ tầm cỡ như là cụ Phan Bội Châu với là cụ Phan Châu Trinh. À, Ngô Kỳ tự sướng đó em. Tôi không có biết là ok người ta thật hay không, là ông Ngô Kỳ ông họa lên. Tại vì những cái người làm chính trị thì họ rất là thủ đoạn. Mà ông Ngô Kỳ là có cái tài Photoshop. Tôi biết ông Ngô Kỳ ông có cái tài Photoshop rất là hay. À, đó là cái ngôn nghề của ông, để khi mà ông muốn bôi xấu một cái cá nhân nào thì ông in ra, à, ông in ra những cái hình rồi ông đi in để mà bôi xấu người ta đó nha. À, nên ông phải nói là ông Ngô Kỳ ông làm Photoshop rất là hay. À, nhưng mà nếu mà là một cái người biết khiêm nhường á, thì họ không bao giờ họ treo cái hình đó lên cả. Sự thật một cái người có tài giỏi đi đến đâu mà khi có ai đó tung hô mình ngang hàng với những cái cụ đó, những cái bậc tiền bối đó, những cái nhà cách mạng đó, thì ok họ không bao giờ họ đưa ra. Tại vì họ là người khiêm nhường. Cái người khiêm nhường thì lúc nào họ còn cảm thấy mình chưa bao giờ xứng đáng. Những cái người đấu tranh thực sự á, thì ok họ luôn muốn mình là một cái viên gạch lót đường để cho quần chúng, để cho những cái thế hệ trẻ bước lên đó mà đi. Chứ không phải là giống như Ngô Kỳ. À, Ngô Kỳ thì muốn ok mình được ngồi trên đầu mọi người. Đó, mà mình ngồi không được á, thì mình chửi thích mẹ nó luôn. Đó còn có người Ngô Kỳ là vậy. Không có một chiếc khiêm nhường. Đó là cái vấn đề tôi muốn nói với ông Ngô Kỳ. Quý vị, okay, một cái người, quý vị thấy là những cái người mà phải nói là trí thức và tri thức, có tri thức thì ok không bao giờ họ đồng ý xã hội hoặc là con người cái xã hội đó công nhận là họ là cái người tài giỏi. Nhưng mà những cái người đó có lúc nào mà họ khuê trương hoặc là họ đưa ra những cái câu đó để mà vậy không? Họ không bao giờ họ đưa ra. À, và thậm chí là ok họ dẹp đi những cái đó. À, và lúc nào họ sống và họ sống lúc nào cũng hạ mình, tức là khiêm hạ đó. À, khiêm hạ cái trong cái phóng bản vừa rồi tôi chiếu lên đó, thì ông Ngô Kỳ ông nói rằng là từ năm 1992, tức là trước đó ông ta, tôi đồng ý, tôi ghi nhận ok những cái gì ông đóng góp trước đây. Sau năm 1975, tức là ông được may mắn ông đến Hoa Kỳ lúc còn rất là trẻ, khoảng chừng 20 trên dưới 20 tuổi. À, thì ông đưa cái hình này 1995-92 thôi, mà ok tôi, nếu mà ông Ngô Kỳ cần thì tôi sẽ đưa những cái hình đó. Nếu mà ông cần thì tôi sẽ đưa những cái hình ông đã tham gia làm đại diện, là người Việt Nam, là đại diện cho Đảng Cộng Hòa, đã từng đứng với ông Tổng thống này, Tổng thống nọ là khác. À, chúng tôi biết hết, à, biết không? Nhưng mà ông lấy những cái điều này thì ông lại cho rằng ông hỏi là lúc đó ông Bùi Phát, ông Phan Kỳ Nhân, ông Trúc Hồ và bọn hiện đang nhí nha nhí nhố trong cộng đồng đang ở đâu. Có nghĩa là ông coi thường những cái người đó. À, khi ông coi thường những người đó thì chúng ta thấy gì? À, tôi phải phân tích. Thứ nhất, đối với ông Phan Kỳ Nhân, tôi nhớ ông Phan Kỳ Nhân qua Mỹ theo cái chương trình HO, mà cái chương trình HO một đầu tiên tôi nhớ vào khoảng cuối thập niên, tức là đầu thập niên 90, có nghĩa là 91, 92 gì đó. Thì cái thời gian này ông Phan Kỳ Nhân đang ở Việt Nam hoặc là chân ước chân ráo đến Hoa Kỳ, và trước đó ông ta ở tù trong chế độ Cộng sản Việt Nam, đúng không? Đó, còn nói rằng là ông Phát Bùi và ông Trúc Hồ và bọn nhí nha nhí nhố cỡ đó đó. Thì xin thưa với ông Ngô Kỳ, cái bọn đó vào thập niên 92, họ bọn đó nó còn rất là trẻ. Bọn đó sinh ra và bọn đó nếu mà có cái may mắn đến lúc cái tuổi còn trẻ như ông thì bọn đó phải lo đi học. Thứ nhất là để trả công ơn sinh thành của cha mẹ. Thứ hai nữa là có trách nhiệm với bản thân. Thứ ba nữa là bọn đó nó không có muốn bọn nó làm một cái gánh nợ cho xã hội như cá nhân ông. Đó. Bởi vậy ông đưa ra cái điều này, đáng lẽ ông phải nhìn lại cá nhân mình để mà tự cảm thấy xấu hổ với cá nhân mình. Ông là cái người được may mắn đến Hoa Kỳ rất là sớm. Nhưng mà đối với ba mẹ ông là cái thằng bất hiếu. Ông là cái thằng bất hiếu tại vì ông được điều kiện qua bên này rồi mà ông không có lo học hành gì cả. Ông ăn bám xã hội, có thể ông có xin trợ cấp xã hội
vì không đủ điều kiện, người ta không có cho ông thì ông cũng ăn bám người này người nọ vậy. Bạn bè ông giúp cho ông thì ông cảm thấy xấu hổ hay không? Hoặc là thậm chí anh em gia đình ông giúp ông để sống cho ông, lấy gì ông ăn? Cái thời gian ông không đi làm mà ông cho rằng là ngày nào ông đi bảo tình thì ai cho ông ăn? Đó, ai cho ông ăn? Bạn bè chính phủ, nếu mà ông không xin được cái trợ cấp chính phủ á, nếu mà ông xin trợ cấp chính phủ để ông ăn á, thì đó ăn bám xã hội, ông ăn trên mồ hôi xương máu của những người như chúng tôi, đó là những cái người đi làm và đóng thuế. Và ngược lại, nếu mà ông không xin được tại vì ông không hội đủ điều kiện để xin cái chương trình welfare, thì ông phải nhờ bạn bè. Và ông cảm thấy ông xấu hổ với bạn bè ông hay không? Bạn bè ông cũng phải đi làm vậy, họ cũng có gia đình và cũng có con vậy. Có thể rằng là một khi nào đó ông ăn bám, ông kẹt lắm, ông xin một hai bữa thôi. Nhưng mà ông mấy chục năm cho đến gần đây là ông xin được cái tiền già và cái tiền housing. Khi ông lên án người ta thì ông phải biết tự xấu hổ với chính mình chứ phải không, ông Ngô Kỷ? Tôi thấy con người ông càng ngày càng quá tệ luôn. Ông muốn ok cái xã hội khen ông, cái cộng đồng khen ông, những cái người chống cộng khen ông, thì ông nên dẹp bớt cái trò này để mà lên thóa mạ người khác, hạch sách người khác. Tại vì ông càng thóa mạ, càng hạch sách thì người ta càng nhìn lại cái quá khứ và cái cá nhân của ông. Những cái gì ông đưa lên chính là ông đang bôi nhọ của cá nhân ông đó, ông Ngô Kỷ. Ngày hôm nay, ok, tôi hy vọng là ở cái cộng đồng miền Nam California sẽ có những cái tiếng nói như tôi. Và tuy rằng nếu không có những cái tiếng nói như tôi cô đơn để lên tiếng, tôi vẫn cô đơn. Tôi lên tiếng cho đến lúc nào ông phải dẹp đi những cái trò bị ổi và du côn này. Cái trò này là cái trò du côn, đánh lừng con đen, lôi kéo những cái người khác á, một cách vô đạo đức. Ông vụ ngực ông làm, ông làm chính trị, ông có cái gì chính đâu mà trị. Ông nhìn lại có những cái việc làm gần đây, ông có cái vấn đề chính không? Bất chính thì có. Chính trị thì tôi thêm vào cái chữ là trước đó là bất chính trị. Người ta nhìn rõ ông là phe phái. Ông hành nghề chính trị, hành nghề biểu tình để đè bên này, nâng bên kia, có thể vì mục đích vì tiền. Tại vì ok, mấy chục năm qua nếu mà ông không mục đích vì tiền thì ông lấy gì ông sống? Ông qua rất là sớm, gần nửa thế kỷ ở Hoa Kỳ rồi, 43 năm rồi, còn 7 năm nữa là 50 năm, là gần nửa thế kỷ rồi, chứ không phải là 1-2 ngày. Cá nhân giữa ông và tôi không có một cái thù oán gì cả. Nhưng mà cái trò của ông á, nếu ai không lên tiếng thì tôi sẽ lên tiếng. Cái tiếng nói của tôi nhỏ nhoi thật. Tôi chưa là cái đa cái đề và cái tiếng tăm tôi cũng chả có gì cả. Tôi là một cái người thầm lặng sống ở cái cộng đồng, cái Little Sài Gòn này 30 mấy năm qua rồi. Tôi nghe đủ rồi. Ông stop đi, đừng có lôi phe này phe nọ nữa. Đừng có phá làng phá xóm nữa. Hãy tự cho mình cái tuổi về hưu đi. Ông nói rằng là ông chống cộng sản, bài trừ cộng sản. Ông nhìn lại 40 mấy năm qua ông chống được ai đâu. Ông toàn chống phá nhau ở cái cộng đồng này thôi, chứ ông chống được có ông cộng sản nào chết bởi vì cái tiếng chống cộng sản của ông ấy không? Ông làm xáo trạng cái cộng đồng này. Chúng tôi đến đây, tị nạn đến đây, chúng tôi muốn cái cộng đồng yên ổn để làm ăn. Chúng tôi muốn cái cộng đồng, rất là mong muốn cái cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn, họ nhìn nhau, họ đến với nhau bằng cái tinh thần nhân ái, bảo bọc nhau nếu được. Chứ càng ngày ok, những cái người như ông càng quậy cái cộng đồng nát như tương, mà mở miệng ra là đoàn kết, đoàn kết. Sự thật, cái chữ đoàn kết mà ông kêu gọi đó là đoàn kết để thao túng, để đánh phá nhau, chứ nó không có phải là đoàn kết. Chúng tôi là những cái người dân thầm lặng, chúng tôi thấy được tất cả.
các phe phái, tôi không có binh phe nào cả. Ông lên án những cái người trẻ hơn ông, tôi không có binh. Trúc Hồ, ok, tôi vẫn lên tiếng. Bùi Phát, nếu ông Bùi Phát làm sai, tôi vẫn lên tiếng. Nhưng mà những cái người đó nhỏ hơn ông thập niên 90 là ok, họ làm gì? Hoặc họ đang ở cái tiểu bang khác, họ đang ở tiểu bang khác với cái công việc khác, và họ đang làm ăn để xây dựng cái gia đình riêng của họ, họ đang làm để xây dựng một cái tổ quốc nhỏ của họ, đó là gia đình. Thì đó là cái điều quý nhất. Và ngày hôm nay, ok, họ có thể ra ngoài xã hội, họ sinh hoạt sau ông thật. Nhưng mà ít lắm là trước đó họ đã xây dựng một cái tổ quốc nhỏ của họ tốt rồi. Lúc đó, ok, họ mới đứng ra gánh vác những cái chuyện chung của cộng đồng. Chứ không có phải như ông. Ngay cái bản thân cũng không có lo được, không có trách nhiệm với chính mình. Đối với tôi, những cái cá nhân trước đây họ có vợ có con, họ là học đó là cái chính là ok, họ đang lo cái tổ quốc nhỏ của họ. Tôi rất là trân trọng những cái người đó. Cổ nhân người Việt của chúng ta có câu là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì cái thời gian đó, tại vì sao ok họ tề gia của họ đó là cái mục đích cao quý nhất của con người, mà ông còn lôi người ta ra đặt dấu hỏi. Cái tại vì sao Ngô Kỳ thời gian đó làm vậy, thì những con người đó ở đâu, thế ông dùng những cái từ khinh miệt họ, cho rằng mình là cái đa cái đề, còn những cái người đó ok thờ ơ thế này thế nọ. Sao ông biết họ thờ ơ? Họ đang làm một cái bổn phận có trách nhiệm với xã hội và cá nhân họ. Họ làm những cái bổn phận để trả hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ họ, hoặc là họ đang xây dựng cái tổ quốc nhỏ của tổ quốc nhỏ của họ, cái quốc gia nhỏ của họ, đó là vợ con và gia đình. Họ tốt hơn ông nhiều đấy chứ. Ông đưa họ ra, ông mỉa mai, ông kéo theo một cái lớp mà phải nói rằng là âm binh. Những cái lớp người đó chỉ thấy ông mặc cái áo cờ vàng, chạy theo cái cờ vàng, chả biết cái gì cả. Tôi gọi đó là cái đám vàng vệ binh. Tôi nói thật, tôi chả sợ mất lòng. Những cái người mà chạy theo ông ấy mà thiếu suy nghĩ, tôi gọi đó là cái đám vàng vệ binh. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Không có ai nhìn được. Mấy chục năm rồi, tu bớt cái mỏ đi. Tôi nói thật á, tôi có dịp gặp ông ở ngoài á, ok, tôi vẫn nói thẳng ông tu cái mỏ đây là vừa, ông cố kỹ. Tôi là cái thằng không có nói, không có đụng chạm ai, nhưng mà cái tính tôi là không sợ trời, không sợ đất. Trời có đánh tôi, ok, tôi chết à, tôi chết trước khỏi chết sau à. Đúng việc đúng, tôi cảm thấy đúng là tôi nói. Ông nên nhớ rằng cái cộng đồng này, những cái người thầm lặng rất là nhiều, còn rất là nhiều. Và trong cái số đó, những người như tôi á, không đồng ý với những cái việc làm, phải nói rằng là bất chính trị của ông rất là nhiều. Nhưng mà họ chưa lên tiếng thôi. Và họ không có muốn lên tiếng thôi. Hoặc là họ khinh ông, họ không có muốn nói thôi. Chứ không phải là họ sợ ông đâu. Chỉ có tôi á, ok, cái thằng chạy xe như vậy, thay vì dừng xe nghỉ nửa tiếng hoặc một tiếng, tôi không biết làm việc gì, thì tôi lên, ok, tôi phản biện với ông. Tôi vặt cho mọi người thấy được cái gian manh của ông mà thôi. Quý vị thấy cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh, trong cái thời gian làm cách mạng, các cụ đó có bao giờ mà phải nói là gánh nặng cho xã hội như ông Ngô Kỳ hay không? Các cụ đó có ăn bám xã hội như ông Ngô Kỳ hay không? Các cụ đó có bao giờ dùng những cái lời lẽ tổ cha thằng này, ông nội thằng kia như Ngô Kỳ hay không? Vậy mà dám trưng cái hình Ngô Kỳ lên, hai cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu ngồi hai bên, viết lên một cái status nói rằng là các bạn ở châu Âu tặng. Đáng lẽ những cái người đó tặng á, mình nhìn lại cái đó và mình nhìn lại bản thân mình phải tự xấu hổ.
và mình sẽ nói với những cái người bên châu Âu rằng là xin thưa quý vị, tôi cảm ơn quý vị nhưng mà tôi thật không có xứng đáng khi quý vị làm những cái poster như thế này cho tôi. Đúng ra ông Ngô Kỳ nên nói như vậy thay vì đưa ra để mà khoe, chứng tỏ ông là cái người không biết xấu hổ. Cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh làm gì mà có truyền thần mà khốn nạn như ông? Tôi nghĩ rằng những cái người ai đó hoặc là ông Tự Sương, có thể là ai đó, ok, họ thiếu suy nghĩ, họ tung hô ông như vậy, họ thiếu cái suy nghĩ làm kiểu đó, hoặc là cá nhân ông tự làm, ok, tự làm Photoshop để mà tự sướng, để mà tự tôn mình là anh hùng dân tộc, là nhà một là chí sĩ Ngô Kỷ, chí sĩ Ngô Kỷ như là chí sĩ Phan Châu Trinh và chí sĩ Phan Bội Châu. Những cái lời tôi nói khó nghe thật, nhưng mà nếu mà ông nghe được thì ông nhìn lại đi, mà ông nhìn lại thì ông tự sửa mình đi. Chứ ngày nào ông còn hở một miệng ra, tôi sẽ càng nói. Quý vị thấy đó, cái cộng đồng chúng tôi qua đến đây, chúng tôi ai qua đến đây cũng có muốn có một cái cuộc sống êm đềm và một cái xã hội, đặc biệt là cái cộng đồng nó êm ả, nó có tình người, nó có nhân văn. Nhưng mà chính những cái người ông Ngô Kỳ là những người phá. Quý vị thấy ông Ngô Kỳ những cái gì ông nói chuyện hoặc là ông sinh hoạt qua những cái livestream hoặc là cái video, ông có nhân văn hay không? Không. Chúng tôi chán quá lắm rồi. Chúng tôi rất là chán những cái trò chính trị của những cái người như ông Ngô Kỷ, phe phái, bày đàn, tự tôn. Mấy chục năm qua không có ai nói đến ông, nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ nói. Tôi nói đi, cho đến lúc nào ông dẹp được những cái trò của ông đi, ông biết diện tuồng đi, hoặc là ông có đừng có phe này đấm đá phe kia một cái cách mà phải nói rằng là nó rất là chở búa đó đi, thì tôi sẽ im. Ok, xin cảm ơn quý anh chị. Bây giờ bên Việt Nam là sáng Chủ nhật. Chúc quý anh chị ở bên Việt Nam một buổi sáng Chủ nhật, một buổi sáng cuối tuần, có những cái buổi sinh hoạt với gia đình, có những cái buổi đưa vợ con đi ăn, đi uống nước, đi chơi cuối tuần. Hoặc là các bạn còn độc thân thì chúc các bạn có những cái dịp gặp gỡ với bạn bè, người yêu ở một quán cà phê, ở một cái nơi nào đó thật vui, thật hạnh phúc ha. Còn riêng quý vị ở Hoa Kỳ thì cũng là tối thứ bảy rồi. Chúc quý vị một đêm ngủ thật an bình. Ok, tôi xin ngừng ha. Xin cảm ơn quý vị.